Lại nữa, thiện hiện, giả sử có ác ma đi đến chỗ của tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, muốn làm cho họ nhàm chán quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nói như vậy: trí nhất thiết trí cùng với hư không bằng nhau, vô tánh làm tánh, tự tướng vốn không, các pháp cũng vậy, ngang bằng với hư không, vô tánh làm tánh. Trong tự tướng không ấy, không có pháp nào có thể gọi là năng chứng, không có một pháp nào có thể gọi là sở chứng, chỗ chứng, thời chứng, và do đây mà chứng cũng bất khả đắc.